Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cơ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn 3 trận đấu hay và hấp dẫn của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Với những trận đấu luôn đầy biến hóa, công thủ sâu đòn, đẳng cấp hàng đầu của làng cờ Trung Quốc và thế giới hiện nay. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ.
吃吃吃吃吃吃将军，将军，吃吃将军将军mất xe đen buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương Thiên Nhất.将军，吃，吃吃吃
吃吃吃吃将军将军吃吃吃将军吃吃将军吃将军将军
将军。Mất pháo, tới đây Trịnh Duy Đông buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 3 của Vương.
吃 吃。将军。吃。吃。吃。 将军。将军。 将军。 吃。将军。 将军。将军。 吃。吃。吃。将军。 将军。将军。 Vào thế mất xe, tới đây Vương Thiên Nhất buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ tư của Vương.
吃吃吃吃将军，吃，吃。吃吃将军吃吃将军将军将军吃
吃 将军。 吃 将军 吃 吃 将军。 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 将军。
将军。将军。将军。Tới đây mất quân, đang buông cờ. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 5 của Vương.吃吃吃吃吃将军将军吃将军吃将军吃吃
吃 将军。 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 Bất Quân, tới đây Lục Vĩ Thao buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 6 của Vương.吃 吃 吃 吃
吃吃吃吃吃吃将军，将军，mất mã, tới đây đỏ buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 7 cùng ván đấu cuối cùng của Vương.吃吃吃吃吃吃吃吃
吃 将军吃吃吃吃吃将军吃吃吃将军
将军。将军。吃吃将军，将军，将军。将军，将军。将军。将军。将军。将军。吃。吃。将军。吃。còn một sĩ không thể thủ hòa được với mã đỏ buông cờ. Thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.